Chào mừng anh chị đã quay trở lại. Có một cái hào nhoáng, nhà lầu, xe hơi, điện thoại đẹp, áo quần thì bảnh tỏn, mặt mày thì sáng láng, công việc thì nhẹ nhàng, thời gian thì rảnh rỗi. Đó là mọi người đang nhìn vào trong cái nghề môi giới bất động sản. Mọi người nói với nhau rằng là làm cái nghề này chỉ bằng cái miệng thôi, thu nhập tháng 50 chai, 100 chai hay là cả tỷ mỗi tháng. Xin trả lời với anh chị rằng là đúng, nó là như vậy đó. Tuy nhiên ấy, không phải là lúc nào nó cũng màu hồng như vậy. Bức tranh đó thì bức tranh quá đẹp rồi. Nhà lầu, xe hơi, nhà cao cửa rộng, mặt mày sáng láng, xài cái gì cũng có hết đó. Đó là một bức tranh màu hồng. Cũng vì những bức tranh màu hồng đó, rất nhiều người hỏi Vũ rằng là làm thế nào để trở thành một môi giới chuyên nghiệp, hoặc là tao cũng muốn được như mày vậy đó, thu nhập tháng ít vậy đó, chứ bây giờ làm cực quá. Có những bạn thì làm giáo viên trường mầm non, thu nhập 8 triệu đến 10 triệu là cao đó, nhưng mà cảm thấy là nuôi một đứa con không nổi. Có một anh á thì cửa sắt, anh làm cửa sắt quần quật từ 7 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ chiều, ngày nào cũng lem lũ hết. Và khi mà gặp Vũ xong á thì anh nói: em có cách nào giúp anh không, giờ khổ quá, nhà con cái này kia khổ quá. Rồi những bạn sinh viên mới ra trường, thì khi mà đi kiếm việc làm thì khó khăn, thấy cái nghề này nó nhàn nhã, thấy cái nghề này nó dễ kiếm tiền, thấy cái nghề này ai cũng thành công cả, trong khi ngày nào cũng phải đối mặt với áo quần, với tiền phòng, tiền trọ, tiền xe, tiền xăng vân vân các kiểu, thì các bạn cũng vào nghề. Rồi những anh bạn hoặc là những cô chú ở những vùng quê, khi mà bước lên từ vùng quê, bước lên tới Sài Gòn hay là Bình Dương hay Đồng Nai, bán nhúm rau hay là sửa chiếc xe, thì với cái việc á, là giới thiệu những lô đất kế bên nhà, giới thiệu những cái căn nhà gần đây, và chỉ là giới thiệu chỉ việc đơn giản như vậy thôi đã kiếm được vài triệu hoặc vài chục triệu. Có những người nói với Vũ rằng là chị làm tóc, một ngày chị làm khoảng tầm được 30 cái đầu. 30 cái đầu là thấy kinh khủng rồi, là nhiều lắm rồi. Nhưng bán một lô đất được 10 triệu, mỗi cái đầu cho là 100 ngàn đi, thì 10 triệu là bao nhiêu cái đầu, bao nhiêu tháng để làm được điều đó. Mà cái công việc này nó nhẹ nhàng, nó sạch sẽ, nó đoàn hoàng, nên là chị đã thay đổi và chị đã bỏ đi theo nghề. Có những anh công chức lương tháng 3 triệu, 4 triệu, anh cũng từ bỏ và đi theo nghề này. Đó là bức tranh màu hồng. Anh chị đang nhìn vào bức tranh màu hồng. Thực tế rằng ấy, Vũ làm cái nghề này được tròn 4 năm. Bây giờ là bước qua năm thứ 5, tròn 4 năm. 4 năm á, cái nghề này, cái thu nhập lớn nhất là từ tiền hoa hồng. Hoa hồng phí là cái thu nhập lớn nhất của mình. Ngoài tiền hoa hồng ra thì những cái dịch vụ liên quan á, thì nó không đáng bao nhiêu. Nhưng mà đa phần là từ hoa hồng phí. Thu nhập á, thì tính ra cũng khá cao. Nếu trung bình làm ra thì khá cao. Con số nó cũng vượt quá những cái gì mà bạn suy nghĩ. Nhưng theo thống kê của riêng Vũ, và Vũ nhìn nhận với những cái công ty bạn, công ty bất động sản bạn của Vũ, thì sau 6 tháng, giả sử có 100 người vào xin việc làm bất động sản, sau 6 tháng thì hung lắm, nhiều lắm, tồn tại
còn lại 25%, 25% sau 6 tháng. Thường là 1 tháng 2 tháng đầu tiên là bỏ rồi, nghỉ hết rồi. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn có rất nhiều, gọi là rất nhiều cái áp lực. Các bạn 1 tháng 2 tháng 3 tháng bán không được, các bạn suy nghĩ bên kia mình làm lương tháng 10 triệu, bên kia mình làm lương tháng 5 triệu 7 triệu, 3 tháng mình kiếm được 30, trong khi bước vào cái nghề này 3 tháng chả bán được cái gì cả. Lương của bất động sản sao? Lương bất động sản thì có 3 triệu, 4 triệu, có một số công ty lớn thì nó cho là 5 triệu, 6 triệu, nhưng mà đa phần dàn trải ra thì lương tháng là 3 triệu. 3 tháng bán không được thì sao? Các bạn nản. Bởi vì sao? Bởi vì cái bước đầu các bạn bước vào đây, các bạn ước mơ là lương tháng phải là 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu, nhưng mà 3 tháng bán không được, nản, nghỉ. Và cũng có những số trường hợp khác á, thì các bạn đứng núi này, các bạn trông núi kia, có vẻ là cái núi kia nó ngon hơn cái núi này. Áp lực về thời gian, 3 tháng, 6 tháng bán không được, nghỉ, 1 năm bán không được, nghỉ, cảm thấy mình không có hợp với cái nghề này. Có hàng trăm cái lý do để các bạn nói là các bạn không có phù hợp với cái nghề này. Đa phần các bạn thất bại về cái nghề này là bởi vì các bạn thiếu kiến thức. Kiến thức về xã hội không có, kiến thức về đời sống thực tế không có, kiến thức về về bất động sản chưa đủ, kiến thức, rất nhiều kiến thức. Tại sao mình lại nói là kiến thức? Bởi vì khi gặp khách hàng, nghề môi giới là nghề dùng dùng cái miệng, mình nói chuyện với khách hàng bắt buộc mình phải có một sự đồng cảm, đúng không? Đồng cảm. Ví dụ như khách hàng là một một IT thì bản thân của mình á, mình cũng phải biết sơ sơ về IT. Khách hàng của mình là một người buôn bán nhỏ lẻ thì ít nhất mình cũng phải hiểu cơ bản những cái việc buôn bán đó, những khó khăn trong cái quá trình buôn bán đó. Khách hàng của mình là bán ô tô thì mình cũng phải biết sơ 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 về ô tô. Ví như bây giờ là 2018, 2019 thì có sự kiện gì về ô tô mới, có xe nào mới, giá xe đó ra sao, anh đang đi chiếc xe này giá bao nhiêu tiền, thì ít nhất mình phải biết. Để chi? Để cho mình có sự đồng cảm giữa hai người. Trong cái quá trình giao tiếp thì mình lấy được cái thiện cảm của khách hàng thì giải quyết rất là dễ. Các bạn, một phần nữa, trong cái bức tranh màu hồng đó thì khi mà bắt tay vào làm việc á, các bạn lên trên website, lên trên mạng, các bạn học học bất động sản ha, Vũ thấy các bạn học nhiều lắm. Các bạn rất rất là có ý chí, tuy nhiên các bạn học nhiều quá, lan man quá, làm đăng website, đăng hàng trăm cái website, rồi đăng lên Zalo, Facebook, đăng tùm lum tá lả luôn, làm mà quần quật luôn, nhưng không có khách hàng. Không có khách hàng, áp lực từ việc không có khách hàng. Bạn kia thì khách hàng rất là nhiều, dẫn đi rất là nhiều, nhưng mình thì lại không có khách hàng, đâm ra mình nản, nghỉ. Rồi có nhiều bạn thì lại có rất nhiều khách hàng, cực kỳ nhiều, alo 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 liên tục, khách hàng tới dẫn đi, khách hàng tới dẫn đi liên tục, nhưng lại không chốt được hàng, do giao tiếp, do các bạn không 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 nắm được cái quy trình của môi giới bất động sản. Từ việc là có khách hàng xong rồi mình phải hỏi, mình phải hỏi hỏi và hỏi nhiều, để sao? Để mình hiểu được cái nhu cầu khách hàng. Bây giờ khách hàng mới 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 gặp, khách hàng nói anh chị muốn mua đất khoảng tầm 2 tỷ trong 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 khu vực của anh đây, mới nghe có một câu à, cái dẫn tên 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 dẫn tới cái lô đất đó 2 tỷ, dẫn cái lô đất kia tỷ 9, dẫn cái lô đất kia, không chị không hợp, không chị không hợp, không chị không hợp. Ủa sao vậy chị? Chị Tây Tứ Trạch. Ồ sao nãy giờ chị không nói, em có hỏi đâu mà chị nói. Xong rồi ảnh mới dẫn đi cái lô đất này, lô đất kia, cái nhà này, cái nhà kia. Không không không, chị không thích. Ủa sao chị không thích? Chị muốn, chị có xe hơi mà, chị phải xe hơi, chị phải vào, chị quay đầu được chứ. Đường phải lớn nhất, ít nhất là 5 mét đến 6 mét chị mới đồng ý. Ủa sao chị không nói? Em có hỏi đâu mà chị nói. Có những cái vấn đề về áp lực như vậy. Rồi đó là những bạn siêng, đó là những bạn mà có ý chí vẫn tốt.
Nhưng những bạn không ý chí thì sao? Nghĩ rằng là há miệng trời sung, ngồi đây là có khách hàng đi tới, mình ngồi ở đây một chỗ là khách hàng sẽ đi tới, khách hàng gặp mình sẽ nào mua, vậy thôi. Lười biếng, nhút nhát, lười biếng, không có làm gì hết trơn, không đăng tin, không quan website, không làm gì hết trơn ấy. Cứ nghĩ là ngồi một chỗ là khách hàng tự tìm đến, như cái thời bao cấp vậy đó, à, cái vậy đó. Có những bạn Vũ thấy có những bạn bán dự án, các bạn 4 5 giờ sáng các bạn đã đi 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 phát tờ rơi, đi quảng cáo rồi, và những bạn đó thì sau 2 năm thì các bạn đó rất là thành công. Tuy nhiên á, thì lại có rất nhiều bạn lại ngại khó, rất là ngại khó. Rồi nhiều bạn á, thì sau 1 năm chinh chiến cũng bán được, cũng làm được, nhưng mà làm được thu nhập tính ra khoảng tầm 8 triệu 9 triệu. Xuất phát như vậy là được rồi, xuất phát như vậy là được rồi. Nhưng mà với bạn đó thì bạn lại cảm thấy là 1 năm vừa rồi mình phí quá. Cái hướng này đi có đúng hay không? Mình có đang đi đúng hướng hay không? Và các bạn bị chịch cái hướng. Các bạn bị chịch cái tư tưởng. Các bạn thiếu kiên nhẫn, thiếu kiên trì và các bạn lạc lối. Thì đó là một phần nhỏ thôi. Còn nhiều lắm, nhiều lý do mà các bạn thấy là cái bức tranh này nó không phải màu hồng, và nãy giờ Vũ kể thì thấy rằng là nó rất là phức tạp, nó yêu cầu rất nhiều cái kiến thức, rất nhiều. Vậy trong bất động sản á, có bao nhiêu cấp độ? Có bao nhiêu cấp độ? Trong video này á, Vũ sẽ chia sẻ cái bước đầu tiên mà trước khi bắt đầu với cái nghề này thì mình phải hiểu cái nghề cái đã. Mình phải hiểu cái nghề đã. Đây là một cái mà Vũ tích lũy và Vũ nghĩ rằng là đây Vũ có thể chia sẻ với anh chị. Vũ xin trao đổi ha. Trong cái nghề bất động sản này nó có 50 cấp độ. 5 cấp độ. Cấp độ thứ nhất ấy, là anh chị là một người biết cái sản phẩm đó, biết cái dự án đó, và các anh chị bán sản phẩm, bán dự án đó, best seller, giỏi. Anh chị bán giỏi, chỉ cần đầu tiên là giỏi thôi, chỉ cần đầu tiên là anh chị biết được sản phẩm đó hoặc là dự án đó. Anh chị bước vào một công ty và bán dự án, anh chị biết đúng một dự án đó thôi. Đăng tin quảng cáo các kiểu làm rất là giỏi và anh chị có rất nhiều đơn hàng. Bước thứ nhất, cấp độ thứ nhất, level đầu tiên là bán giỏi, trở thành best seller. Trong cái cấp độ này anh chị phải học, phải trau dồi kiến thức thật là nhiều, phải kiên nhẫn, kiên trì, chịu khó, nhẫn nhịn, vân vân. Trong cấp độ này phải cố gắng biến cái giao dịch đầu tiên trở thành một cái động lực và biến nó thành một cái đam mê. Chỉ khi anh chị đam mê và cảm thấy là ôi sao nó cũng dễ quá ta, sao nó cũng thoải mái quá, ôi mình đã làm được rồi, bắt đầu biến nó thành một cái động lực cực kỳ lớn lao để anh chị đam mê, và anh chị phải bắt đầu có tình yêu với nghề này. Cấp độ 1, xem đây là một cái nghề cũng như là một cái nghiệp ha. Trong cái cấp độ này, sau khi mà anh chị có động lực rồi, anh chị biết cách bán hàng rồi, anh chị bước sang cái level cao hơn, level thứ hai, đó là bán giỏi cộng với biết nhiều bất động sản. Vụ ví dụ ha, anh chị bán dự án ở Đồng Nai, ở Long Thành, Nhân Trạch đi, anh chị bán ở Nhân Trạch thì công ty đưa anh chị xuống, công ty đặt anh chị đó và anh chị bán cái dự án đó. Nếu như anh chị bán được cái dự án đó thì anh chị là level 1. Nhưng mà anh chị level 2 á, thì lấy chiếc xe chạy vòng 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 quanh cái Nhân Trạch á, quanh cái Long Thành á, quanh cái Đồng Nai đó, coi coi là mình bán cái dự án đó so với dự án kế bên, so với dự án xa 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 đó có gì khác biệt, có gì hơn, có gì thua,
ở mình bắt đầu mình so sánh. Thì kiểu như là anh chị đang bán xe Honda ha, anh chị là một nhân viên kinh doanh của xe Honda, công ty chỉ bán xe Honda mà thôi. Thì khi anh chị bán tốt xe Honda là level 1. Level 1 là anh chị phải có kiến thức về tất cả các dòng xe trong xe Honda. Anh chị phải tư vấn được, phải bán được và anh chị có tiền. Level 2 là khách hàng bước vào cái head Honda của mình và người ta hỏi rằng là anh chị đang phân vân. Ha, anh chị đang phân vân giữa chiếc xe Honda với lại chiếc xe SOM. Anh chị thấy là chiếc xe SOM nó rẻ mà nó cũng đẹp nữa. Thì chiếc xe Lead này á, nó hơi hơi mắc so với chiếc S của em. Thì nếu như là mình là level 1 á, thì mình chỉ biết nói à xe 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 Lead đẹp lắm, xe Lead ngon lắm, xe Lead tiện lắm. Khách hàng người ta không thích điều đó. Khách hàng mong muốn là bản thân cái người tư vấn đó, người ta phải tư vấn được nên chọn cái nào. Mà để trả lời được cái câu nên chọn cái nào á, thì bản thân mình phải biết, đúng không? Mình phải giải thích à, chiếc Lead á thì nó có cái này, chiếc SQM nó cũng rất là hay, nó cũng rất là tiện lợi và nó cũng có những điểm này. Nhưng với phương diện là em tư vấn với chị á, thì chị đi xa nhiều, chị bỏ nhiều đồ trong cốp, chị đi này kia và vận hành, bảo dưỡng, bảo trì vân vân các kiểu, thì em khuyên chị nên chọn chiếc xe Lead. À, thí dụ như vậy, mình sẽ so sánh được hai sản phẩm, hai dự án. Sau đó mình sẽ là người chốt sale cho khách hàng. Mình sẽ là người tư vấn chứ. À, và mình biết nhiều dự án hơn nữa, mình sẽ biết được là à, dự án mình, ôi sao nó rẻ quá vậy? Wow, rẻ. Đúng không? Nếu mà mình không biết, mình chỉ là level 1 thì mình chỉ biết cái dự án thôi, mình ngồi dự án đó thôi mình bán. Nhưng mà khi mình đi xung quanh, wow, dự án mình rẻ hoặc là dự án như mình mắc hay gì đó, tất cả kiểu, thì mình đều có cách để mình giải quyết được hết. À, sau khi anh chị có được cái kiến thức, có được cách bán hàng, bắt đầu anh chị mở rộng ra cái vùng phát triển, vùng hoạt động của anh chị ra, biết được nhiều cái dự án hơn, biết được nhiều môi giới hơn, giao tiếp với nhiều anh em hơn, à, bắt đầu giao lưu quan hệ với nhau và có nhiều tiền hơn, tích lũy tiền. Cái bước thứ hai này anh chị cố gắng là bán được, tích lũy tiền tiền bán được, tích lũy tiền bán được, tích lũy tiền, và anh chị sẽ nhảy lên bước thứ ba. Bước thứ ba là gì? Bước thứ ba là với Vũ á, Vũ đặt tên đó, đó là đầu tư lướt sóng nhỏ. Khi anh chị hiểu biết, khi anh chị bắt đầu bán được đất, khi anh chị có tiền, thì mình có 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu, 1 tỷ hoặc là hơn nữa, hoặc là bao nhiêu đó. Thì khi mình cầm cái đồng tiền này ra và mình bắt cái đồng tiền này phải hoạt động để phục vụ mình. À, thí dụ ha, thí dụ như sếp sếp mua một lô đất nào đó 2 tỷ, mình có tỷ, mình hùng với sếp 50-50, bán ra lời được 100 triệu, chia đôi mỗi người 50. Hoặc là thí dụ như cái dự án ở ở Nhân Trạch nó bán là 300 triệu, mình có 500 triệu rồi, mình mua mua luôn, mình đặt cọc luôn, mình đặt cọc xong mình bán lại, mình đặt cọc mua xong mình bán lại cái lô đất đó. Thí dụ như vậy, thí dụ Vũ nói đây là thí dụ mình lướt sóng nhỏ, thì từ 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 từ, từ 500 triệu đó mình bán mình lời được 550, mình bán mình lời mình được 600, mình được 700, 800, 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ, các tỷ. Thì khi mà anh chị tích lũy được một khối lượng tiền đủ lớn á, thì anh chị bắt đầu bước sang bước cấp độ thứ tư, nếu như mình muốn, đó là đầu tư dưới 50 tỷ. Đầu tư dưới 50 tỷ. Cái đầu tư dưới 50 tỷ ha, rồi cấp độ cuối cùng là đầu tư những dự án trên 50 tỷ. Thì đây là năm cái cấp độ mà Vũ muốn chia sẻ với anh chị để anh chị hiểu được cái cơ bản là cái lối đi của mình như thế nào để mình đạt được cái bức tranh màu hồng. Như là lúc đầu mình nghĩ mình nhìn vào một cái anh môi giới, mình nhìn vào một cái nhà đầu tư ngày xưa á, mà mới làm á, thì người ta gọi là cò đất, thì chắc chắn mình phải chấp nhận, mình phải gian nan gian truân, mình phải làm môi giới, làm cò đất trong một thời gian khoảng tầm bao nhiêu tháng đó, rồi sau đó
khi mà mình làm được rồi á, thì người ta nói mà mình là một một nhân viên môi giới chuyên nghiệp, rồi sau đó là một doanh nhân bất động sản. Hy vọng là anh chị sẽ có một cái quãng đường đi trong cái nghề này nhanh nhất, ngắn nhất. Xin chào anh chị.